Anh thanh niên năm nay đã ngót kép 18 rồi. Tôi anh tra điểm thi sang anh ngồi bắn bi. Anh luôn non non phây để biết trước được điểm sàn. Đang cay tớt hỏi điểm được người nào lay. Anh thanh niên dạo trước đã ôn thi được rất nhiều. Anh băn khoăn đúc đỗ không biết chọn trường nào đây. Ba má anh sang ra cũng vội vã lên xem điểm. Ngắm nghía các nguyện vọng mà thấy loạn tùm lum. Khóa tao vừa đi thực tế chuyên môn ở Sapa đấy. Thế á, tôi vừa mới được đi thực tập ở Singapore về đấy. Uầy, Singapore, đúng nhá. Sapa cũng rất gì và này nọ gì nữa. Thực ra là rất sắp chuyên môn. Ô, thằng em Thành kìa. Đây, 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 em đợi đây. Em ở đây này hả? Tốn rất nhiều rồi. Hôm nay chú đi đâu mà cái quần xida chắc hẳn hơn hẳn số buổi đấy. Mưa thì phải học xong không biết chọn trường nào đây. À, hay là bây giờ chú về trường anh học đi. Trường anh á? Trường anh là trường nào? Trường Đại học Kinh Bắc ấy. Đại học Kinh Bắc? Đại học Kinh Bắc nào ở Bắc Kinh à? Ô, trường này. Đại học Kinh Bắc là ở thành phố Bắc Ninh. Ờ, thế thì thầy cô giáo ở đây giảng dạy như thế nào ạ? Trên cả tuyệt vời. Ờ. Các thầy cô trường anh, toàn các thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy thôi. Học ở trường Anh chú sẽ được đi thực tập và thực tế chuyên môn rất nhiều. Đấy, bọn anh vừa được đi thực tế chuyên môn về đấy. Ok, thế thì em sẽ về, em suy nghĩ lại và vào trường. Có gì anh đợi em nha. Việc đấy chú cứ để anh lo. Dạ. Em chào bác. À chị. Chào chị ạ. Chị ơi, bây giờ em có hồ sơ này, bây giờ em như nào vào trường ạ? Cháu mời chú và em vào trong này. Dạ, cô giáo cô cười tươi đón chào, không thất nghiệp vì trường đã cam kết học vui như Tết. Trai đẹp thì rất nhiều ở trong ký túc, còn sướng hơn ở nhà. La 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 la. Rất tốt, 4 năm trôi qua rất xứng đáng. Bây giờ em đang phân vân xem các công ty có giấy gọi mời. Chọn một công ty rất là xịn, lương của em thì khỏi phải lo. Và đây chính xác là chỗ làm việc của em. Vào được đây thì thật tốt quá, gia đình em cảm ơn cô nha. Cố gắng lên con yêu mẹ cha, và con cũng rất yêu trường mình, nơi đã cho con tương lai đẹp, biết bao nhiêu kỷ niệm khó phai. Giờ đây con chỉ muốn nói lời cảm ơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, và rồi con cũng có được thành công. Để cha mẹ sánh bước bên con, thế nào rồi cũng tự hào về con. Các chuyên ngành hot tại trường Đại học Kinh Bắc: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Kế toán, Ngôn ngữ Anh. Đại học Kinh Bắc, học đúng ngành, hành đúng chuyên môn.